Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vân Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Thưa các bạn, bây giờ là 22 giờ đêm. Mình lên thăm vườn và ngắm những cái cây hoa lan, sau đó là thăm bệnh của cây, xem sâu bọ cắn gì không. Thì đây nó có một cái đặc điểm đó là các bạn cũng có thể thấy, nếu như bình thường các bạn thắp đèn lên đây, nó có rất nhiều con sâu bọ bám đây, bám vào cây đấy. Thì các bạn cũng phải nên tìm hiểu và cân đối về cái lượng phân bón hoặc là lượng thuốc của mình, thuốc để diệt trừ sâu bọ côn trùng gây hại, đó là thuốc thuốc diệt muỗi đó. Thì như mọi lần mình lên ấy thì là mình cảm thấy rất là nhiều con bọ. Con bọ đấy thường là nó không phải là nó không cắn cái lá, những cái mầm, cái rễ này đâu các bạn. Đấy, nên là các bạn nên nhớ một điều rằng là con sâu bệnh hay là con bọ cánh cứng hay bọ mềm nhỏ nhỏ đấy, nó đều có cái chức năng nhiệm vụ khác nhau để nó gây hại cho cây hoa lan. Đặc biệt là vào đêm tối khi chúng ta bật điện lên thì nó thu hút rất nhiều cái con đấy. Nên mình cũng khuyên các bạn là cũng không nên bật điện buổi tối để thường xuyên, để cho những cái thu hút những con sâu bệnh đấy, con bọ gây hại đấy, nó đến nó gây tổn thương cho cây. Đấy, thì mình qua kiểm tra thì thấy rằng là những cái cây mầm non của mình rất là ok. Thế chứng tỏ rằng cái lượng thuốc của mình, cái hôm nọ mình có phun cái thuốc Fedona đấy, 20SC đấy, nó có tác dụng rất tốt cho cây. Đặc biệt là sau những cái ngày nắng nóng và cây nó không bị cái con bọ đấy nó cắn, thì cái lá, cái mầm của cây này rất là khỏe, tức là nó không bị ảnh hưởng gì cả khi trời mưa xuống. Hôm vừa rồi là có 2-3 trận mưa thì cây nó khá là ok. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, cây rất khỏe, không bị sâu bệnh, không bị tổn thương gì cả. Cho nên là nó có một cái đặc điểm là khi cây không bị tổn thương gì, mưa nó cũng không ảnh hưởng gì đến độ phát triển của mầm. Cây rất khỏe, có thể nói là rất ok đấy, và dễ phát triển rồi. Thực tế mình đây mình không cho phân bón hay là thuốc kích thích gì cả đấy, chỉ phun mũi chống nấm chống thối và cái thuốc diệt côn trùng đấy thôi. Muỗi, gián, kiến, các loại côn trùng gây hại cho con người, cho cây trồng thì đều phát triển rất là ok đấy, kể cả những cái cây hoàng thảo kèn của mình thế, rất là xanh mướt. Đây là toàn kèn Lai Châu các bạn nhé, mình không chơi hàng ngoại đâu đấy. Thì cũng cảm thấy rằng là rất là yên tâm về cái lượng thuốc của mình đã phun ra, và cây không bị tổn thương gì cả, không có một con kiến nào luôn. Đấy, thường thường đây nếu các bạn có thể nhìn thấy đây, thì trong này chẳng hạn, đây, đây các bạn nhé. Nếu bình thường là ở trong phía trong này, nó có một cái lượng nhỏ ở đây. Đây là những cái cánh mật. Đây là những cái cánh mật ở gốc này. À, các bạn có thể nhìn thấy. Đó là những cái mật này thì khi mà nó tiết ra thì nó sẽ thu hút con kiến đến để cắn, sau đó là để nó nuôi cái con gọi là con bọ dẹp. Đấy, thì nó gây hại cho cây, con dẹp để hút nhựa của cây, tạo ra cái chất đường cho con kiến ăn. Đấy, khi mà mình phun hết một loạt như thế thì không còn, tỷ lệ là ít nhất là phải 90% nó không còn những cái con bọ này. Đấy. Đấy nên là mình đã sử dụng rất là nhiều lần và cảm thấy rằng nó rất là ok, nên là anh em có thể dùng để tiêu diệt những cái con bọ gây hại cho muỗi, gây hại cho cả người đến cây hoa lan. Đấy, tại vì sao mình hay lọ mọ, vì mình cũng rất hay tìm hiểu. Thực tế là nhiều khi nói với các bạn rằng là mất ăn mất ngủ,
không phải là vì cái cây lan nó có giá trị, mà cái vấn đề là mình yêu thích nó, cho nên là mình cứ hay lọ mọ đêm hôm ngắm nghía từng cái lá, từng cái cây một, nên cảm thấy rất là vui, rất là ok. Các bạn có thể nhìn thấy thực sự là rất là tuyệt vời. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, cây phát triển rất là ok. Mầm miếc xanh mơn mởn luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy xanh mơn mởn, không có cái gì gây hại cho cái cây này cả. Như này thì các bạn có thể yên tâm ngủ. Thế là hôm nay mình quay clip thì cũng chia sẻ với các bạn một điều là chúng ta không nên bật điện vào ban đêm để thu hút. Chính vì cái bật điện ban đêm là sẽ thu hút những cái con côn trùng gây hại cho cây hoa lan. Đấy, các loại hoa lan. Thực sự là vào mùa này thì nhìn các cây hoa lan rất là yêu. Bởi vì là mầm đang phát triển khỏe, đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Thực sự là rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta qua đây thì mình cũng qua clip thì mình vừa trao đổi vừa chia sẻ cho các bạn. Và anh em nào có yêu nhu cầu sử dụng cái loại thuốc phân phun, thuốc phun diệt côn trùng đấy, thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.